em. Bây giờ mình tiếp tục làm một cái video đi nhận chim, mời mấy anh em cùng đón xem. Đợt này là mình nhập chim từ bên Malaysia về, bây giờ mình đi nhận. Hiện tại thì mình đã có mặt tại Buôn Ma Thuột để nhận chim, và mấy anh em cùng theo dõi cái hành trình chờ đợi và nhận của mình. Bây giờ nhận chim rồi nha anh em. Kiểm tra coi có con nào trái nhau. Sống hết rồi chị. Dạ sống hết anh ơi. Hết cho anh em. Bỏ keo 2 thùng à. Giờ là bỏ lên đi về nha anh em. Anh em cùng đón xem cái hành trình mình đưa nó về và bắt nó ra qua con nào chơi cho mấy anh em xem. Bây giờ thì bắt đầu mình vượt 60 cây số đưa mấy em về nhà và bắt nó ra. Chim về tới nhà rồi nha anh em. Thì bây giờ mình chuẩn bị khui cái thùng này xem chim nó có đẹp hay không, rồi bắt ra bỏ từng lồng cho mấy anh em xem. Đấy, kéo rồi nè. Mới bắt ra mà con này nó chơi đầu tiên rồi nha anh em. Tiếp tục là tới con này. Hình như con đó là con mái nữa mà. Con này là con mái. Con nó chơi cũng vì bận chút công việc nên là bây giờ mình không thể để cho chim chơi nhiều được. Mình đi công việc rồi, mình kết thúc cái video của mình tại đây. Chào mấy anh em.